À, chào các bạn nha, hôm nay mấy anh em sẽ đuổi chuột miền Tây các bạn ơi. Đó, ná thủ rồi tùm lum nha các bạn. Ná thở. Thủ ná. Đuổi chuột, mấy anh em sẽ đuổi. Mấy anh em sẽ đuổi dài qua đây. Ở đây có chẻ thủ các bạn. Ừ. Đó, chẻ thủ nè, ghê không? Giữ đi chứ. Cầm cái chẻ, cầm ấy lên đó, cầm nghe nó chọt vô người á. À, từ 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 từ. À, Tài. Tài đứng cái đằng đầu đẳng đi. Đầu đó. Ừ, đứng đầu chỗ vừa á. Những người đổi kênh nói nghi ngờ thông ni trong nghề của em ha anh. Rồi, vô biên chế rồi đó, 5 năm rồi. Mấy anh em đang đuổi chuột qua một cái khu vực bên đây để mấy anh em hồi gào lưới lại bắt như những tập trước. Bữa nay thì lực lượng hơi mỏng, chút xíu chắc Tân cũng phải bắt luôn. Ừ. Chút xíu Tài lép cho làm cameraman các bạn. Tập video nha. Đập xong rồi chẳng ổn không, rẻ nằm trong đó. Gạo không. Tập công một lát thì nằm. Đây bữa nay mình muốn chế thủ Sài Gòn về các bạn. Thứ gì chịu nổi. Tướng ghê không? Mét tư các bạn. Mét tư à. Chiều cao một xíu được không? À, 1m39. Mình mới nói cái chiều cao thật được không? Ừ. Lo bao thư cho YouTube rồi mà sao YouTube ngay chiều cao gặp vậy? Ừ. Cầm chẻ cái kể nghe em ơi, không có cười được đâu. Dao đâu Tài? Quay qua dính rồi anh ơi. Có đi dao không? Dính rồi. Có đi dao không? Sao thấy em gù gù lỗi, nãy thấy con con một à? Tôi có dấu dò gì bên đây không? Sao? Đợi lát hình ra để con luôn nha các bạn. Rồi, mời em xuống. Xin mời. Đội trưởng đội nhậu xuống. Để mình bắt chuột xong rồi lát hình ra để con nha các bạn. Mấy ngăn mà vô tay mình không vui mới sợ. Hồi nãy cũng có chuột chạy qua đây đó. Rồi, bắt rồi em chạy chợ. Có gì lát gãi vô 3kg rồi em. Thôi. Giờ này có kịp đâu. 3kg thôi. Lên lép sao thấy mấy anh bắt chuột nhiều quá mà sao bữa nay sao hiu quá vậy? Sao vậy người anh em? Bắt chuột mà người anh em tôi thủ ná nha mọi người. Bên ná bên chỉ. Hôm nay ghê lắm, bữa nay có mọc quê anh ở đây, nữ tướng. Ghê lắm. À, vui là chính nha các bạn ơi. Bữa nay bạn của Tấn Tài về giao lưu. Anh em cũng cố gắng đi bắt chuột. Ai, mình thấy rồi, có một trái ổ vườn luôn. Này thì chớ. Không lẽ ổ chạy. Rồi đi bắt chuột hay là đi bẻ ổi? Bà con mình ai mà có mà trồng đồ thì cũng phải kỹ kỹ nghe cả nhà ơi. Vậy cho mình quá viên cái ổi. Chỗ này thấy không? Không xuống nổi. Ổng kìa. Dạ trời nghe ổn không? Đập lên cái nhà. Qua đi. Dạ, chuột bự quá trời rồi. Chuột quá chuột. Dính chuột rồi à, nguyên tắc ăn ổ vườn cả nhà à. Ờ vậy là chưa biết ăn ổi nữa, chơi đủ tao phải bấm một cái. Bấm sao nữa? Tao phải bấm rồi nó vừa ăn chưa. Ờ nãy bấm nát nhỏ trơn rồi nè, giờ gật đầu là vô là cứ chà chà là lụm à. Rồi này 50. Ra luôn rồi. Đại nó cứng không, nó chừa. Bữa hổm cầm xong nhổ lên luôn đó, 2-3 thằng nhổ luôn á. Ngày hôm nay là ngày em bắt đầu chính thức vào việc nha. Hôm nay là ngày đi là lao động đầu tiên, cuối tháng có lương nha mọi người. Vô biên chế luôn đó các bạn ơi. Đúng là em sẽ cố gắng phấn đấu để vô biên chế. Một ngày được 15.000 đó các bạn.
bù thêm 20.000 nữa để ăn tô vịt tiềm. Chỗ này cứ ngắt đỉnh rồi. Ngắt. Cặp đóng không xuống luôn. Ngay góc dừa luôn, cho nó nới ra đi. Tới cái gì nữa đó. Dậu vậy. Tới cái dễ gì là cút hai người nấu. Bên luôn cái chỗ này, tô vịt này cũng được. Cây nó tới đó nó nhá, vậy chứ. Giờ đây luôn nè. Không, bông xa lắm mà, nó bông sắp xuống. Vậy chứ không dễ ăn đâu nha các bạn ơi. Ngồi vậy, nhổ lên mới đã. Không chỉ thế đâu, phải ngồi nhổ lên. Đóng thì đóng cho chắc hả? À? Trong máy quay thì lia cái mắt vô trong máy quay á. Đóng không sát là nó. Thấy không, thấy hình trong máy quay không? Dạ thấy. Im rồi đó. Dạ nữa. Buông máy quay xuống là chửi nghe không kịp luôn. Trừ một điểm thanh lịch nha mấy bạn. Đồng môn mà mấy bạn dìm quá à. Dở lên ra. Ra cơm luôn. Tấn quá trời tấn mà không biết có gì dùng đây mà tấn dữ. Thôi cố gắng đi nha mấy ní. Vì sự nghiệp ăn nhậu. Đóng đi, đóng đi hồi nữa. Rồi, bên đây là ok rồi đó. Tăng con nó hồi sẽ bắt tay. Hả? Trời ơi, lấy con gài luôn dữ dằn. Con gài chụp không ấy á, nó không chụp không được á. Chụp sợ đất con á. Ừ, trời. Đất con nha. Sợ mốt miếng con này á. Bên này thì giàu lắm, lấy gạch ống tấn. À, trước khi nãy chuẩn bị bắt chuột này là kêu một thiên gạch vô đổ đây để dành tấn không? Ừ. Đổ bê tông luôn. À, cái này đinh xong rồi. Trời ơi, lấy được luôn rồi đó. Vậy bắt, là còn 10 ngàn. Bắt cận luôn á. Bắt cận ảnh luôn á. Bắt cận đừng bắt gận. Bắt cận luôn á, nét từng chi tiết luôn á. Nét còn nét nhăn. Ai quên nữa, xả mấy lỗ hang này lại nữa, quên nữa. Rút kinh nghiệm của những tập trước thì mình phải xả mấy cái hang này lại các bạn. Rồi, vô trong đi, vô bắt chuột đi qua giờ. Giờ đổi. Hả? Giờ đổi, đổi camera nè, camera này thấy tôi thua rồi. Có bạn rộng đi ăn tới đó vậy thôi. Có bạn rộng. Kìa, đâu đó một hết luôn rồi. Con gì? Mày vô. Con gì cũng dám chụp hết đâu mà sao con chuột vẫn còn do dự nè. Rồi, bơi. Vào việc thôi, vào việc. Rồi bây giờ bắt đầu anh chương lên. Máy quay kìa. Đứng đây đi bắt chuột. Khẳng chương lên. Đi bắt chuột mà cũng có đem theo quản lý nữa hả? Bắt dế hả Trần? Không có, dế nhau hả Trần? Nhìn chỗ này bắt chế đi, con có Trần biết chứ sao. Đó. Ê. Đây đây mọi người. Ấy kìa, ấy kìa. Rồi. Ê, ôi. Qua qua được rồi. Nhắm luôn đâu. Chạy vô hả? Đứng bên đó đi, đứng bên đó đi. Giờ hai anh em này đi ha. Đó tại đừng có lên nữa. Nhà nãy quên nói nhà có qua. Vào đây. Đây đây vào đây. Cho nó ra luôn đi. Kéo qua đây nè. Bây giờ ông với đỉnh mình đó đi. Dạ vào đây. Cái cây đó ra đi đang chảy dòm. Chuột nhiều lắm nha mọi người ơi. Em đứng đó em chụp đi, em đứng đó canh chỗ đó đi. Canh đuổi nó thôi. Cái này đội hình quá trầm ổng rồi các bạn, bây giờ mình phải xuống luôn. Ra sân. Tưởng đâu không có chuột, ai nhà chuột. Quá trời các bạn ơi. 30. Có chuột la lên, la làng lên. Cứu tôi với, cứu tôi với. Này ít anh em nên ca comment bay vô làm diễn viên luôn rồi nha mọi người. Thay đổi ca comment luôn rồi. Dạ, đủ việc kia luôn rồi. Quá ngứa rồi. Đó rồi. Rút chung đó thấy nhiều không? Ê, đây nè, ơi tân chạy qua kìa. Rồi lên cây luôn rồi, Xuống nước luôn. Ờ, nó vô đây rồi nè, lên cây này luôn rồi nè.
Ngồi lấy da kia chưa? Không gà hả? Từ từ đi, tấn lưới kỹ kỹ đó được rồi. Dưới góc trơn còn chảy. Trong này là trong này con. Nhiều lắm nha mọi người ơi. Bầy này phải 149 con á. Trong này con nè, gần gần khè luôn á. Cái này có cái ụ này chắc ổn rồi của tỏi ơi. Dí cụ nữa đi. Đây, khoan cái gòn á, gòn mấy cụ nè. Đút. Thành ra. Nói về clip này bệnh luôn. Có luôn. Clip này về cắt. Yeah. Dạ cơm dạ bình thường hết thì em thôi, luôn bình thường em có nhưng mà tại vì em đi giao gà ở trong đây á, đang trong vịnh quế á chị. Lo lo cái câu luôn. Dọ đâu dọ. Dạ sợ em về không kịp á. Má chưa giờ thấy cái đầu gối sình không rồi. Dạ. Má chụp sao dính cái đuôi. Chả không lo liền. Có con mới chạy vô đây nè anh. Sau lưng nè. Vậy đây tỏi đây nè. Cái con nó chạy vô đây dần nhé luôn. Con đó. Ừ. Nha, tưởng có 80 con nè. Ừ. À, đâu có con một nè. Cũng đó là mồi vụ cho mình dọn cái cục cỏ. Ha, nhậu mồi hoài, mồi bén hoài hả? Chừng chắc đứt cái dừa kiến rồi. Cái cục này, cục gò này nè, có chột với này nhóc luôn nè. Đó là mọi người đón xem clip đi bắt chuột của anh em của Ngá Nam TV nha. Cuối cùng clip là chắc là chết gà. Thám tính cục đất này coi có đường vô không. Chịu thôi, thấu địa lên. Thấu địa lên để coi kiểm soát bao nhiêu thì nếu là bao nhiêu. Mấy con chuột nó tiêu chứ mày. Ở bên đó đó, bên mấy bả đó, dở bả lên á. Quay đi tại khỏi làm đi tại. Quay đi, quay. Có bà có gì đâu, cái clip không có coi được luôn. Rồi. Nói nuôi nhiều dữ lắm. Dạ. Đó. Ba cái mẹ. Ba nội. Đẩy em nữa cho hai phát mẹ nó đẩy. Đó, luôn rồi. Đây nè, hồi nãy nó chạy ra sao? Ở trong cái lùm nè. Vô hang luôn mà. Chạy ra chắc là vô hang luôn rồi. Tôi nãy chạy vô cái góc dừa này nè. Kìa. Còn không? Rồi dí chụp đó. Xuống. À, đây nè. Đây nè. Nhớ tội. Nè, thấy không? Dân nghe nè. Đây kìa, trẻ kìa. Nó đâu? Trẻ đâu? Trẻ đâu? Đỉnh trẻ đỉnh. Trẻ đằng kia kìa. Nó đang nằm im đây nè. Đây mọi người, nó dân nghe đó nè mọi người. Tại vì nằm trong hốc hơi khó thấy nha. Đây nó này. Trời. Đó. Ê đâm được không? Được. Dính đi. Rồi dính rồi. Rồi. Dính đó, dính rồi, dính luôn cái chĩa vô trong á. Rồi. Trời ơi. Quá dữ caramel này quá sức hết mọi người ơi. Cái trận gói là hiếu. Quá đỉnh. Cho một like và một tim. Một lượt chia sẻ. Em bẻ gần giùm anh coi. À, sau đây là pha bẻ răng chuột của Kim Ngân. Rồi cái kết. Đâu quả chuột này đâu. Con đó nãy đó chạy từ bên đây chạy qua nè, chạy từ bên hơi tỏ chạy qua. Nó mới đi xăm môi về gì thấy môi đỏ quá. Ừ. Có lộn. Kì ấy. Đừng hết mà. Kìa đó. Qua theo qua con. Trời ơi là trời sợ chuột đi bắt chuột. Vậy đó nó anh hùng dữ lắm. Ghê lắm. Khí thế là dữ à. Đứng núp đây không kêu chuột đứng qua đây không đó. Đứng tay. Cuối cùng được con chuột các bạn. Nói giờ mới thấy vụ này. Được con còn một luôn. Nó lộn nhóc luôn mà. Con thằng này thôi quá thôi. Không tính ra nãy là hai con chắc chạy nó mất con rồi đó. Đến. Chắc hai nó ở trong cái gốc kìa. Hả? Hai nó ở trong bờ đê đó. Ở đâu?
chứ lại đây chung chứ đi đâu. Ban đêm mới chạy cái bến sào sào á. Coi chừng trong đây còn nữa nè. Nãy con dưới này nó chạy xuống đây mất luôn hả bà? Hay là con đó nó chạy ngược cho lên á? Rồi kết thúc cái bãi này mọi người ơi, đừng con một mà. Nửa con mình chiên rồi, nửa con mình khè đi. Rồi, nửa con chiên, nửa con khè. Có 4 người ăn thì đủ rồi đó. Tôi phát hiện rất là nhiều chuột trong đây luôn nha mọi người. 1.000 để một con á. Vô gốc dừa đó rồi sao? Bơm nước hả? Đây kìa kìa. Tướng đi bắt chuột nhìn giang hồ chưa? Giờ là gần chuột hàng xóm. Nhìn giống như đi giành địa bàn vậy. Tướng cái này. Bắt chuột mà nhìn như giành địa bàn. Nhìn nhìn tướng rồi biết vô cung. Trừ một điểm thanh lịch nha. Đã giờ trừ 2 điểm rồi đó. Từ đây ba bắt chuột xong chắc không còn điểm nào luôn quá, chắc âm luôn á. Cái dừa này nó gần ngã ngàn em chắc còn nửa cây rồi. Trời ơi. Anh mốt đeo mấy cần câu vô mấy cái dũng nước này nè, câu. Cần câu ở trên mà vô lãi này nhóc đó. Cá đó ăn là mùi cháy dinh dưỡng luôn á, tại mình lái nó hoài. Đi lấy cái bịch nhỏ bơm. Bơm. Con một. Ok. Nói làm như biết trước thì vậy không nào lại. Thầy nào vậy, mai đi chở thầy đi tắm lá bưởi vậy nha. Không có lá bưởi vậy, có lá vú sữa cái bên đó được không đó. Thầy nào vậy, thầy ơi. Chở thầy đi kiếm Diễm My về cho thầy, không có Diễm My thầy sống không nổi. Đâu thì sao. Bắt con chuột bị chứng nhẹ này. Mọi người mình nói nhỏ mọi người nghe thôi nha, bắt đầu bật cái đầu xàm rồi đó. Kiếm Diễm My cho thầy. Không có Diễm My thì sống không có nổi. Bơm gốc này dữ lắm nha anh em. Bắt đầu tiến hành là bơm nước vô trong hang. Hết đâu nó có mà. Mấy cái hang hết ở đâu vậy? Con cái một hả? Mà rút nước dữ gì trời. Thì cái hang đó không đó. Chụp xuống cái sau lưng rồi nè. Coi coi ra vòng cái dọn trống hết rồi. Đây anh nè, anh uống miếng nước. Uống miếng nước rồi làm tiếp anh. Uống miếng nước rồi làm tiếp anh này. Cảm ơn, xin cảm ơn. Em để đây ngang lát có khác uống nha mọi người. Ơi, đó. Một em ơi đừng chặn lại bắp, đầu nhả cái của tôi. Quá quá rồi mọi người ơi. Bày con lý. Bày này phải tầm 19 con á. Tại sao không 20 mà 19? Tại em thích số lẻ. Đấy. Ôi, em nội. Tưởng đâu chạy nhảy ra không chứ. Vậy? Ủa tại sao biết cái ngắp nó nằm ngay đây hay vậy? Ai có hàng ngắp nè. Người ta gọi là chuyên nghiệp. Mình nghiệp dư là còn lâu nữa mới biết. Ê đây cái ngách nè. Ờ à, nước chảy ra đó hả? Nè. Chảy đâu vậy ta? Hay gì bà? Bây giờ không cho nó cái ngách nó đó. Rồi cái nó tung lên đó. Cái gì đó? Cái gì vậy? Má nó lên giả hoài. Nên không có lòng nghề mà tâm linh á, tâm linh mà lên chỗ này đài sát lắm nữ à. Ở đây cũng có cái hang ếch nữa nè. Nước nó trào đây nè. Cái lần gốc dừa không lẽ có con này sao? Hang dữ lắm mà, bóng bóng. Chỗ lúa mỏ nè kênh. Đây cho coi đàn chuột lúa mỏ nè. Hả? Lúa mỏ thở nè. Ừ. Hè không dám bắt. Hả? Hả? Nói cái hết đây ngập chơi rồi sao nó không ra. Con nhỏ mà. À chỗ bắt đường con Dũng em. Đây đây. Thôi thôi. Con nhỏ mà nói chuyện người có, lớn có đồng tình mọi người, có đồng tình. Thấy vậy chứ tội á, chứ không tội đâu. Chứ đâu. Hết chỗ anh em ơi. Chỗ con. Rồi kết thúc luôn mọi người ơi. Ghê vậy chứ đường đó mà đội đeo dép lội luôn. Cuộc chi lùng có hai một ná thủ và một tỉa thủ đang chi lùng một chú chuột. Anh em tâm mắt cao. Em đây nè. Tôi đứng đây. Có không? Lấy chỉ á, chỉ á. Còn không? Hả? Ở đây không thấy hết thấy rồi. Đuổi nó đây, nó lên cây rồi đó. Ở lên rồi kìa, lên cây sậy nè.
Nổi đài coi. Chúng ơi. Đâu ngồi. Nói chuyện là biết chỗ nào rồi, để đây. Chết không? Chúng chết luôn rồi. Chết không? Chết rồi. Đâu? Chỗ đây. Lụm đi. Vô lụm thẳng vô lụm tới. Đâu ngay đây không? Hả? Chỗ tỏi nè. Tắm dưới con cầm giò. Chúng phải bên đây hả? Rớt xuống nước vô tỏi đây. Kìa kìa kìa. Nó. Chừng nó chìm. Nó thủ đỉnh đã hạ một chú chuột nha mọi người. Lụm được hay không thì cũng chưa biết nữa. Dễ trời. Sao mà mất được. Rồi chìm luôn rồi mọi người ơi. À bên này hiếm như lắm rồi nè em. Đây cameraman nó đi nó núp lụm nãy giờ ở đâu. Con luôn đó hả? Con à. Hai con mà. Nó bị rẻ không nội ơi. Của tỏi với con nữa kìa. Rẻ. Rẻ hả? Rồi. Trời ơi, chỗ nào rẻ mình thẻo ra giờ hiếm quá rồi sao giờ. Cái đó bỏ. Con. Ủa nhầm người ta phá ăn chuột rẻ chứ bộ, chuột mắc tao đâu ăn đâu. Đúng rồi. À, tốn 2 viên đạn được con chuột. Để cái dao rồi để cái này. Bệnh luôn quá. Rồi để coi thành quả này mọi người. Kìa, lấy con này. Ồ, hai con luôn hả? Cái gì? Vậy? Lát. Cái gì? Con này bị lát rồi. Lấy thuốc sức vô. Ồ, chạy vô bỏ đi. Cũng chết à, không sống đâu. Ê, chạy bỏ này kìa. Rồi, kéo của trẻ luôn, hay quá anh ơi. Rồi. Quay ghê đắng, mắt của trẻ rồi kìa. Quay đỉnh bắn kìa. Cô đỉnh đã phát hiện được chú chuột rồi cho mọi người. Đang kiếm đường để bắn. Rồi chúng gặp bè rồi mọi người ơi. Té rồi kìa. Chúng gặp bè rồi. Cái còn chạy. Vỡ tay. Giật mình nó té nước nó lội đâu rồi đó. Trời ơi. Giật mình té nước luôn nha. Còn đâu đó gì á. Đây 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 đây. Kìa kìa kìa. Làm giờ nó đâu đi. Đâu rồi. Ủa vô hang này hay gì. À vô hang này nè. Vô hang này nè. Nó trẻ đi. Nói chung nó chung vô đó. Vô hang này nè. Vô hang này tớ tớ vô đó gì vậy. Bây giờ này mấy thánh canh tới về điện tương trang rồi. Nè nè. Quá nhiều rồi. Đang bằng mồi. Có ba mấy con rồi, rồi có mồi gì đem theo thêm đi. Có mồi gì đem theo thêm ít cũng được. Có gì vậy? Cái gì? Ừ, đem cái cam với gì đó đem lại đi. Cái cam 2 kg hả? Em dạy dạy cái đầu ba sa nữa đi nó lẩu cũng được. Dạ. Rồi rồi. Dạo này mình nói chuyện gọi là mình phải vậy đó ba. Vậy mốt mình nói chuyện thôi. À, phải vậy đó ba. Nói chuyện điện thoại luôn hay vậy? Đâu đâu sao? Hỏi. Đâu? Nó hỏi sợ không? Nhậu chưa? Nó đang chuẩn bị mòn mồi. Rồi chen chen mấy con. Chen nói chuyện điện thoại mới là như vậy mới đúng là thượng lưu như mọi người. Quá bự vậy anh em ơi. Quá trời rồi. Quý một bịch ra. À, có luôn à. Ừ. Chết luôn rồi. Nước vừa vừa nó còn nằm trên này nè. Ném đâu chạm ha lại. Thôi quá, lâu lâu rồi mới vô xuống. Tưởng bị bắt chuột thấy chán nản thì. À, chuột nào mà có. Chuột có thấy đâu không dám gà được bơm nước cả đó mà không dám gà luôn á. Má cho tôi vỏ tàu, nước này chắc vỏ tàu quá. Rồi kết thúc buổi đi săn chuột nha mọi người. Thì kết quả của tem của Ngã Năm TV thì săn được 3 chú chuột. 3 chú chuột nhỏ nhỏ xinh xinh. Hôm nay có sự góp mặt của mà Kim Ngân. Bình thường là đi săn là khoảng tầm 30-40 con. Hôm nay có Kim Ngân chỉ có 3 con thôi nha mọi người. Hai cơm núm này bạn của bé Dịch. Ủa, bạn của bé Dịch này nè. Dịch là Dịch giữ hai cơm núm. Ở đó giờ em đi giao lưu được bao nhiêu kênh này?
chứ anh thấy trên sân bắt của anh bữa nay là bệnh bệnh luôn đó, lỗ rồi đó. Nhưng mà bắt được có 3-4 chục à, bệnh luôn. Sao anh nói vậy? Có sự góp mặt của em là không ai nhóm anh ăn lên nằm ra luôn á chứ. Chán thì chứ. Nổi luôn rồi. Cầm trẻ, cầm đồ, đứng chống ngạnh nữa ghê lắm. Dùng chuột cái muốn xỉu nè. Hôm nay thoát khẩu các bạn ơi. Chào các bạn nha. Bây giờ mấy anh em đi bắt chuột làm cái món cá cầm nó gần mẻ các bạn ơi. Chuột để được có 3 chú à. Ở đây thì bé Tài 13 tuổi đang sắc chuối cho lợn ăn các bạn. Thấy ao cho lợn. Ông ao ơi, cái chú đảo tường nát nát luôn rồi. Tỏi nấu, tới em chuyện. Đây, thế là cái nồi nấu cơm mẻ cũng đã xong các bạn ơi. Giờ bữa nay chuẩn bị ăn cơm nha các bạn. Quá đã. Đây, thành quả sau chuyến săn bắt của mấy anh em được 30 chuột các bạn ơi. Bỏ số không nó sai các bạn. À, còn 3 con. À, vui là chính các bạn. Hai chào các bạn nha. Thì mấy anh em nãy giờ cũng cực khổ bắt được có 3 chuột à. Mình cậy đi mình cho em út con đi, kính là đất thọ. Quá trời, bắt được 30 con luôn các bạn. Tỉnh rồi xíu. 30 con luôn, phát mất 30 con luôn nha. Hả? Ai lúc này cười nè. Được. Tới em chuyện luôn rồi, tới em chuyện nữa. Nghe đó sao Mạnh Thường Quân đưa vô ủng hộ quá cười. Phải, phải, này vô khúc nữa. Kêu, rồi chưa hả, chưa kìa tấm gửi thay đồ cho ngấu. Rồi đang đi trên đường ha, mà điện hối hoài luôn, bóng thở hoài luôn mà đã rồi cái giờ nói gì đó, nó là cây đắng. Cái thương gì nó là cây đắng hả Tài? Nó là cây đắng. Nếu mà không ấy nói, cảm thấy nói là gì mà để vui vẻ trong gia đình thì nói. Được ly vậy. Nói ra mà để mất hòa khí. Rồi đưa bắt đứa rồi, vậy đi. Vô xin chào mọi người nha. Mày chào cả nhà nha. Chào cả nhà ơi. Mà cả nhà cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha các bạn ơi. Bữa nay có sự trục trặc nhỏ, không được thuận lợi lắm, nhưng mà cũng vui là chính nha nha. Mình không có đổ thừa ai chơi cả nhà ơi, nãy giờ nha. Do là đổi cameraman kia bắt chuột cũng không. À, bữa nay cameraman bắt được con chuột nha. Bắt được con chuột chạy cái đầu gối. Do bắt chuột và ăn lẩu lẩu cá. Đừng quay tôi cái không ơi, em thử cái đồ em thấy sao em. Thấy bữa đó mà là có mặn hay chưa vậy không? Tiếp rồi còn đẩy xe luôn. Thoải mái, thoải mái nha, nó chơi thôi nha. Mà bữa sau mới lên xe mới mệt, lên xe nằm. Ủa từ đây tới chảnh luôn. Vô miếng chuối mọi người. Ngủ vô làm gì dữ vậy? Ăn uống được. Anh. Muốn chuột ra ăn chuối thôi. Đúng là tài lép. Chín chưa? Đã không chín, tự ra. Chưa đâu, vẽ đại ra đi, ừ, vẽ bể bể ra vậy đi. Đúng không? Nó bớt lửa mà sao sao phần. Nhớ mấy cá này nhát lửa lắm mà ta. Nhát lửa lắm, hù lửa cái này nó chín à. Nãy hơi bự quá mà không chở. Mình mới đâm mấy trăm á. Sao mày không múc miếng nước vô đó quậy ra chấm? Hắn đang chấm chuột để chấm đi, mỗi nước chưa chấm sao ngon vậy, không biết lấy cái chén nhỏ ngon không? Thầy vô tòng Lý Tịnh gì cái này mấy anh em biết không có chuột cho nên là mấy anh em cũng lánh mặt thời gian. Mất năm tay này, nghe có tôi này lịch sử đi chơi. Trong đời làm YouTube 5-6 năm trời, đi săn nguyên ngày được 30, ủa 30. anh chưa có đổ thừa vậy chơi nha, đừng có nhìn cặp mắt đó nha. Chén này đi. Đây, vô cả nhà ơi. Làm miếng chuột cho nó gần sao dạ. Em không đổ miếng nước vô. Ủa chuột này nè, lấy cái giá vậy. Vô. 1, 2, 3, vô. Cành nhỏ đang ăn vô tàn á, xéo sạch thế trời ăn hết từ đầu mùa tới cuối mùa. Ngon hồi nãy là Dũng chỉ đâm chuột nãy ra cầm dĩa Dũng chỉ đâm chuột có hơi tạm vô mấy, mấy chục năm mới ăn con chuột này lần đầu tiên là biết ngon ngon. Ủa
hồi đó giờ là biết ăn không hay là đó giờ biết ăn biết nhưng ăn mà chưa có con chuột nào ngon như chuột này chứ à. Ăn mà trong tâm thế là kêu là nhìn đồng đội đau lòng luôn đó. Ánh mắt của đồng đội là gưng gưng luôn á. Sao ta nó không ăn chuột. Nãy nó rồi bắt người con ăn mà đâu bắt nhiều đâu, tại nãy dặn trước rồi nó bắt người con lấy con kia cho lưng luôn trời đủ luôn đó. Nãy con chết Ngọc ăn cơm đi Ngọc. Lẩu nè, lẩu chết đủ chưa nè, gà lấy ngót rồi cơm nè lấy ngót rồi dây dây ăn cơm rồi nhậu ăn cơm dữ vậy sao em bỏ xương lên bỏ đi tính là bạn hồng mạnh dư đi đâu Khải bữa nay nó sợ nghịch với đồng đội nó nghịch với nhóm nó tự lúc lui trước rồi vô hỏi xỉn nó quậy luôn lắm. Bữa nay thì tuy là cái chiến lợi phẩm không nhiều nhưng mà cuối cùng là anh em cũng đầy đủ còn như vậy các bạn chưa... không mất ai chứ sống. Nói chứ vui là chính thôi chứ bắt bớ gì chuột bây giờ nói chung cũng nhiều nhưng mà có cái mấy anh em cũng chưa chuẩn bị đầy đủ cho mùa này chắc cà rồi này kia bữa nay chủ yếu là mình tấu hài thôi bắt bớ cái gì bữa là đi độc gáp luôn. Đi độc gáp nó đứng nhúng độc gáp rồi có quay dính cũng nào không không trời ơi ơi mẹ hiểu quá vừa lia máy qua là hết bài. Ta đọc nửa bài rồi đó mà quay chưa kịp. Không biết mẹ. Nó tài ghê mà. Mình nghĩ sao dám đưa cho tài ghê cầm. Ủa Khải đâu ở nhà. Có ai bắt đâu. Nó thì nó đi kiếm sư sản kiếm cây. Bắt chuột có mấy con đi kiếm cây. Mà đọc nửa bài đó mà mình lấy máy lia qua tới rồi. Quá. Quay lén mà quay vậy là chậm mà. Chậm quá chậm. Chút hư rồi. Sao sao rồi cuối cùng tính sao? Tính kết thúc vô. Tính 1, 2, 3, vô. Vô. Không, nó đang tính rồi sao, để coi im không. Hay lắm, bởi vậy đó. Mấy người hay giỏi vậy đó, chứ không. Giỏi. Tính ngọt sớt luôn. Tại đó ông Tài nghĩ đi bán dịch tiệm luôn, Tài đi làm camera anh em luôn rồi. Giờ mấy em xin kết thúc clip tại đây, hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ nha. Vui là chính cả nhà, giờ bye bye. Chú ơi, tự trên kênh có 5 TV trong những clip mới các bạn ơi. Tại nó quậy các bạn. Giờ bài ở nhà nha. Đổ thừa nữa rồi đó.